Chuyện bây giờ mới kể, nghệ sĩ Thoại Mỹ ngày lên xe hoa, suốt cuộc đời không thể quên ơn Vũ Linh. Nghệ sĩ Thoại Mỹ là một trong những cô đào được nghệ sĩ Vũ Linh lúc còn sống rất yêu thương. Sau khi những cô đào như Tài Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Thanh Tâm, Thanh Hằng, sau thời kỳ Hoàng Kim thì mỗi người đều tìm cho mình một ngã rẽ riêng và tạo dựng gia đình. Người ở gần gũi với nghệ sĩ Vũ Linh nhất đó là nghệ sĩ Thoại Mỹ. Vũ Linh là người đàn anh chứng kiến được đoạn đường tình gian truân của cô em gái của mình. Ông đã có những lời khuyên đầy xúc động. Mới đây không lâu, nghệ sĩ Vũ Linh đã có dịp ghé thăm nhà Thoại Mỹ. Trong buổi tiệc, Thoại Mỹ bật khóc nức nở nói về kỷ niệm của mình với Vũ Linh. Cô nói Vũ Linh là ân nhân của cô, cho đến suốt đời cô cũng không thể nào quên. Cách đây không bao lâu, Thoại Mỹ bệnh rất nặng, nhưng tưởng lúc đó sẽ không về được nữa. Vũ Linh đã kêu Thoại Mỹ đến chỗ giỗ tổ, và anh Vũ Linh đã kêu Mỹ ra góc cánh gà, ảnh đốt mấy nén hương. Anh biểu đi vô, ông tổ quỳ xuống với anh. Quý vị cứ tưởng tượng, hai anh em ngồi quỳ cho tới ba cây hương, nó tàn để anh Linh cầu nguyện cho Mỹ, cầu nguyện cho tổ thương cho em của con, tội nghiệp nó, sao nó phải nhận lãnh như vậy. Tổ hay cho em con, nó được đi hát, phải cho nó được tên tuổi, phải cho nó được khán giả thương mến, và có chữ tín trong nghề để nó đứng trên sân khấu. Cái nghĩa cử này, Thoại Mỹ không quên được. Cách đây 2 năm, Thoại Mỹ nghe tin anh Năm bệnh, Thoại Mỹ ghé thăm anh Năm, thì Mỹ bước lên phòng, thấy anh gác tay lên trán. Anh buồn lắm, giỗ tổ sắp tới nơi rồi, mà anh bệnh, anh không có sức khỏe. Thậm chí anh bước ra sân khấu, ánh đèn rọi vô mắt anh cũng không thấy đường nữa. Trong cuộc đời của Thoại Mỹ, bước chân đến với nghề là nhờ chị Thoại Miêu. Khi mà Mỹ bệnh, tưởng không theo nghề được thì chỉ có anh Vũ Linh và cô Lệ Thủy. Tối hôm qua, anh nói mệt tưởng anh không qua được, mà anh đã cố gắng đến đây. Thoại Mỹ từng một lần tổ chức hôn lễ hoành tráng, nhưng ở tuổi ngoài 50, nghệ sĩ ưu tú không còn mặn mà với chuyện kết hôn, dù đã tìm được người chia sẻ ngọt bùi. Thoại Mỹ là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương. Chị tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969, do nhà có 12 anh em, nên ngay từ nhỏ chị phải chật vật bươn trải với cuộc sống đi bán khoai bán bắp, bưng bê hủ tiếu thuê để có tiền phụ cha mẹ. Thậm chí có khoảng thời gian cô bé Ngọc Mỹ còn phải đi ở đợ. Do có chị gái là Thoại Miêu, là nghệ sĩ cải lương, nên sau những giờ lao động vất vả, cô bé Ngọc Mỹ thường lân la tới rạp xem. Một hôm, đoàn hát của người chị gặp sự cố, cô bé đóng vai sầu riêng không tới. Mọi người hốt hoảng tìm kiếm vì sắp đến giờ diễn. Có người chợt nhìn thấy Ngọc Mỹ và nảy ra ý định mời cô bé tới vai. Không ngờ ngay khi hát những khúc đầu tiên, cô bé gầy gò, đen nhẹm ấy lại chinh phục được các nghệ sĩ trong đoàn. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp đến với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ một cách tình cờ như thế ở tuổi 11. Rồi Ngọc Mỹ được gia đình gửi đi học hát trong suốt 2 năm. 13 tuổi, cô bé đổ vào khoa đào tạo diễn viên của nhà hát Trần Hữu Trang, cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Tô Châu, Thùy Trang. Chỉ ít năm sau đó, cô thiếu nữ đã được nhiều người biết tới với nghệ danh Thoại Mỹ. Nữ nghệ sĩ có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau và khiến cho khán giả ấn tượng đặc biệt với những vai đào lẳng. Thời kỳ cải lương hưng thịnh, Thoại Mỹ có thể dễ dàng kiếm được 4-5 triệu đồng một đêm, tương đương hơn một cây vàng lúc bấy giờ. Với cải lương, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đạt được vô số giải thưởng như huy chương vì sự nghiệp sân khấu, giải Mai Vàng, huy chương vàng hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2005. Chị cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tổ chức nhiều live show riêng thành công. Thoại Mỹ từng kết hôn một lần, hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với 1.000 quan khách. Nhiều người nhận xét đám cưới của nữ nghệ sĩ chị đứng sau hôn lễ của minh tinh Thẩm Thị Hằng về mức độ hoành tráng. Tuy nhiên, Thoại Mỹ và người chồng này sau đó không tìm được tiếng nói chung. Khủng hoảng tình cảm từng khiến cho nữ nghệ sĩ tìm tới cái chết. Rất may chị được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi bình phục, Thoại Mỹ từng vào chùa xin đi tu nhưng bị từ chối. Ni sư trong chùa chỉ cắt một mớ tóc của chị để giải nghiệp. Tiếp xúc với Phật giáo, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ nhận ra một điều là không được phép hủy hoại bản thân mình. Nữ nghệ sĩ gượng dậy, tiếp tục con đường nghệ thuật, coi đó là pha cứu sinh cho cuộc đời mình trong lúc bế tắc. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Thoại Mỹ từng đính hôn thêm 2 lần nữa, nhưng điều kết thúc không trọn vẹn. Chị tìm được niềm hạnh phúc bên một người đàn ông ở hải ngoại. Nhưng dù người đàn ông này nhiều lần dục kết hôn, vết thương lòng ngày trước khiến cho chị không còn đủ can đảm mặc áo cô dâu. Chị chỉ mong hai người mãi là tình nhân. Thoại Mỹ đã có lần kể về quá khứ của mình. Nghệ sĩ Thoại Mỹ ngày lên xe hoa.
Tôi ngắm nhìn gương mặt bầu bệnh xinh xinh, nụ cười tươi tắn hạnh phúc của Thoại Mỹ và mường tượng cô bé trong bộ áo cô dâu, ác hẳn sẽ rất đẹp. Nhiều phút trôi qua, Thoại Mỹ vẫn cứ ngập ngừng, gương mặt đỏ hồng. Em hồi hộp quá, không biết nói sao. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày đám cưới rồi. 5 ngày, thế mà hôm nay Thoại Mỹ vẫn còn đi quay phim sau. Em đang đóng cho phim cải lương Trăm Hoa Mai. Hôm nay mới quay ngày thứ 2, còn một số cảnh nữa. Buổi tối em đi hát cho đoàn xăm bé. Em vẫn hát đến sát ngày cưới nữa kìa. Đám cưới chúng em đã lo chuẩn bị chu đáo rồi. Ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 11 là lễ rước dâu. Tiệc cưới được tổ chức vào tối thứ 2, ngày 14 tháng 11. Bố Huỳnh Nga, đạo diễn, đứng chủ hôn đàn trai, cô Nga chủ hôn đàn gái. Anh chị Quốc Hùng, Thoại Miêu, anh Vũ Linh, chị Hoa Hà, chị Phương Hồng Thủy, chị Thanh Hằng, chị Ngọc Huyền sẽ đi đưa dâu cùng với gia đình em. Anh Kim Tử Long, anh Trọng Nghĩa, Tô Châu, Chí Bảo, Bân Quả bên đàn trai, bé Trinh Trinh làm dâu phụ, Tấn Bèo làm trễ phụ. Nghe Thợ Mỹ kể, tôi cũng vui lây. Đám cưới của nghệ sĩ nào, anh em trong giới đều đến chung vui rất đông. Điên đám cưới Thợ Mỹ, họ đã mời hơn 900 khách, phần đông là các nghệ sĩ. Tôi hỏi vui, bây giờ Thợ Mỹ có thể bật mí về người chồng của mình được chưa? Anh tên là Trịnh Quốc Tài, hơn em 8 tuổi. Em quen với người chị của anh ấy. Khi đến nhà chị ấy chơi, em mới quen ảnh, hồi đầu mới biết ảnh. Em ghét ảnh lắm, lúc đó em thấy ảnh khó gần, lạnh lùng, khô khan, ít nói. Nhưng dần dần anh ấy đã làm em yêu lúc nào em cũng không hay. Cũng có những khán giả thương em, sợ rằng em lấy chồng sớm sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của mình. Em có nghĩ đến điều đó, nhưng em thấy tình yêu và hạnh phúc không dễ tìm kiếm được trong đời. Chỉ đến có một lần thôi và em đã quyết định làm vợ anh ấy. Em cũng nói trước với anh ấy là sau khi cưới em sẽ không vì lý do gì mà rời bỏ nghề nghiệp của mình. Là người ngoài nghề, liệu rằng anh ấy có thể thông cảm với những công việc bận rộn thất thường của Thoại Mỹ không? Anh ấy rất hiểu nghề nghiệp của em. Khi nào rảnh rỗi, anh hay đưa em đi hát, đi quay phim, thâu video. Anh đã thấy em làm việc bận rộn cực như thế nào. Riêng em sẽ cố gắng là người vợ hiền, dâu thảo trong gia đình. Anh cũng bận rộn rất nhiều trong công việc kinh doanh của mình. Anh đang tính mở một công ty, chính em cũng sẽ phải chịu đựng giờ giấc thất thường của anh ấy. Đám cưới xong rồi, Thợ Mỹ có dự tính gì không? Chúng em vẫn sống chung với bố mẹ và chị của anh ấy. Gia đình anh ấy rất thương em. Một người bạn có mời vợ chồng em đi du lịch Hồng Kông một tuần. Nếu như thu xếp công việc được, chúng em sẽ đi. Bước qua ngưỡng cửa của cuộc sống gia đình, Thợ Mỹ có lo nghĩ gì cho cuộc sống mai này của mình? Em nghĩ cái gì đến nó sẽ đến, nhưng em tin rằng mình đang nắm bắt được hạnh phúc. Nhìn gương mặt sáng ngời hạnh phúc của Thoại Mỹ, tôi cũng tin như vậy. Thoại Mỹ đang được rất nhiều hãng băng audio và video mời cộng tác. Thoại Mỹ không nhớ nổi mình đã thâu bao nhiêu băng trong năm, có tháng ngày nào Thoại Mỹ cũng đi thâu băng liên tục. Thoại Mỹ, hạnh phúc không thể mua bằng tiền. Phim trường nhốn nháo bởi cơn mưa bất ngờ, Thoại Mỹ mới vừa quay xong cảnh đám cưới của vợ cải lương tuồng cổ Vườn Hồng Trong Đêm, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Cô đứng nép bên Kim Tử Long, cùng xem lại băng nháp chúng tôi trò chuyện với nhau. Khi cơn mưa bắt đầu tạnh, Thoại Mỹ nói mùa hè sắp đến. Mưa lúc nào cũng dữ dội như thế và nó gợi cho Mỹ nhớ nhiều kỷ niệm chỉ một chút nữa. Rồi cả buổi chiều mưa hôm nay cũng trở thành quá khứ. Ngập ngừng trong giây lát, Mỹ lại hỏi tôi, có phải tình bạn hơn tình yêu ở chỗ không ích kỷ với nhau? Tôi lao chiếc ghế đá ướt cùng ngồi xuống với Mỹ. Tôi không muốn trả lời vì kinh nghiệm nghề nghiệp cho biết phía sau những câu hỏi băng quơ đó là những chuỗi kỷ niệm được thay cho câu trả lời. Cách đây 4 năm, ai cũng đồn đại một đám cưới lớn nhất nhì Sài Gòn. Đó là đám cưới của Thoại Mỹ. Tôi nhớ cô, có người đã khẳng định sau đám cưới của nữ minh tinh màn bạc Thẩm Thí Hằng ngày xưa, Thoại Mỹ là người thứ hai lên xe hoa với hơn 1.000 quan khách tham dự. Bên cạnh đó cũng có người dự đoán thước đo của hạnh phúc không phải là sự trình trang. Tôi cũng được mời tham dự lễ cưới của Mỹ và tôi đã tin rằng nhiều lời đồn đại xuất phát từ sự tỉ hiềm ganh ghét. Vậy mà một lần gọi điện thoại cho Mỹ, đầu máy bên kia giọng Mỹ nghẹn ngào chia tay rồi. Tôi thấy ngỡ ngàng, thêm một nữ nghệ sĩ trẻ không giữ được mái ấm gia đình. Tôi biết Mỹ cũng như nhiều nữ nghệ sĩ khác, không ai muốn mình lận đận tình duyên, nhưng khi bản thân họ thì lúc nào cũng ca ngợi lòng chung thủy thông qua nhân vật của mình, khen ngợi cho người xem sức chịu đựng gian nan, khả năng vượt qua sóng gió. Mỹ tâm sự, sau lần thất bại trong hôn nhân, Mỹ muốn dành cho mình thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn. Vết thương đầu đã làm nhưng vẫn còn đang âm ỉ. Bây giờ nguồn động viên an ủi Mỹ là nghề nghiệp, tình thương của khán giả và đồng nghiệp. Thú thật Mỹ không có tâm trạng tiếc rẻ cuộc hôn nhân đã qua. Nhưng nhiều đêm đi hát về khuya, thu thủi một mình, Mỹ nghĩ mình không có sống gần gia đình.
chung quanh chỉ có một người em mà con và một người giúp việc nhà. Nhiều lúc Mỹ ao ước có được một gia đình đầm ấm. Mỹ đã tự thúc đẩy ý chí của mình để vượt qua nỗi buồn. Tôi hỏi Mỹ trước đây khi quyết định tiến tới hôn nhân, Thọ Mỹ có tìm hiểu kỹ không? Và trong 4 năm chung sống, Thọ Mỹ có cảm nhận được hạnh phúc? Mỹ nhìn tôi với đôi mắt thoáng buồn. Mỹ sống rất hạnh phúc, nhưng mà vì lòng tự ái đã dẫn đến chuyện đổ vỡ. Bạn cũng là đàn ông, nếu bạn có cá tính bảo thủ, độc đoán, vợ bạn khuyên nhủ không được, nhất là khi cả hai không nhìn về một hướng, thì liệu cuộc sống có mãi ấm êm? Đã 3 cái Tết trôi qua, nỗi cô đơn cứ xé nặng trong lòng Mỹ. Nhưng nhờ có công việc, nhờ có sự động viên kiên bảo của anh Quốc Hùng, chị Thoại Miêu, anh Vũ Linh, chị Thanh Hằng mà Mỹ không còn thấy cô độc. Tôi nhớ cái cách đây không lâu, trong một lần tập tuồng trên sân khấu Trạm Hưng Đạo, vai Phi Long công chúa của Thoại Mỹ đã phải đột ngột nhường cho với Trân, bởi Mỹ đã quỳ té trong lớp thuyết khách địch thanh báo thù chồng. Vết thương ở đầu gối làm cho Mỹ phải nằm suốt một tháng, và cho đến hôm nay cô vẫn chưa dám nhận những vai diễn dùng nhiều sức. Rồi ở lần ngã té mới đây, bác sĩ đã cảnh báo nếu không nâng tập vật lý trị liệu thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng công việc cứ lôi kéo Mỹ hết đi hát tăng cường cho các đoàn tỉnh ở Cao Lãnh, Hồng Ngự, Mỹ lại đi quay video cải lương, đi thu audio CD. Mỹ cho tôi xem vết thương mỗi lần diễn phải độ một lớp vải cho đỡ đau. Tôi nói đùa, phải chi có chồng, có người lo lắng biết đâu mà bình phục. Mỹ nửa đùa nửa thật, ừ, biết đâu từ đây đến cuối năm sẽ tìm được. Mỹ có tin vào bó toán không? Mỹ trả lời, có cái tin có cái không tin. Mình cũng tin vào định số, nhưng phải biết tâm làm đúng với lương tâm, để khi vấp ngã mình không bị lún sâu. Hồi đó, lúc mới chia tay, gần một năm trời Mỹ không còn thiết gì đến việc hát sướng, bởi thần sắc không có, tâm hồn bị tổn thương. Đến hôm nay, Mỹ đã vượt qua để tiếp tục sống với nghề và phấn đấu cho một tương lai hạnh phúc hơn. Trước đây khi chưa lập gia đình, Mỹ cũng như nhiều diễn viên trẻ, luôn tự nhủ với lòng mình là khắc phục dần những lời ta thán về nghệ sĩ thay chồng đổi vợ như thay vai diễn. Nhưng mà tình cảm phải xuất phát từ con tim, hạnh phúc không thể mua bằng tiền. Qua lần gãy gánh đau khổ này, Mỹ rút ra cho mình bài học phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chung sống với người mình yêu, và xem đối tượng đó có chia sẻ được hoạn nạn trong lúc mình khốn đốn hay không. Điện thoại di động của Thoại Mỹ reo, những người làm chương trình cải lương ở Sài Gòn video đang réo gọi. Tôi bước vội theo Mỹ vào phim trường để xem hết cảnh đám cưới xưa. Nghĩ cũng lạ, đời nghệ sĩ biết bao nhiêu lần được mặc áo cưới, nhưng hạnh phúc ở cuộc sống đời thường sau ngày cưới có thực sự hiện hữu hay không lại là một chuyện khác. Tôi băn khoăn nhớ lại bài hát Tâm Sự, Mộng Cầm mà Thoại Mỹ đã hát. Tâm sự đó giống như nỗi cô đơn của những người lữ khách, lúc khởi hành ai cũng háo hức chờ mong cuộc hành trình tốt đẹp. Thoại Mỹ cũng vậy, cô đã lên đường với ba ước vọng nhiệt tình, cô đi tìm mùa xuân cho cuộc đời mình. Nhưng với Thoại Mỹ, tôi tin tình yêu và khát vọng sẽ không bao giờ mất. Thoại Mỹ, nỗi lòng người mẹ. Nghe tin đoàn cải lương Tây Đô về thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội diễn, Thoại Mỹ dắt con trai tới thăm anh chị em trong đoàn, vì dẫu sau đây cũng là đoàn hát Thoại Mỹ thường tăng cường trên đoàn lưu diễn. Nhìn đứa bé dung dăng bên mẹ Mỹ, tôi có hơi tò mò, do biết rất rõ sau lần đổ vỡ hạnh phúc mong manh ấy, đến nay Mỹ vẫn còn son kia mà. Mỹ cười tinh nghịch, ngạc nhiên phải không? Người quen chứ có xa lạ gì đâu, vẫn chưa nhớ hả? Để em nhắc cho nghe. Bé Cường đóng vai Tấn Lực trong vở Phòng Công Cúc Hoa đó, em nhận Cường làm con nuôi để hữu hỷ cho vui. Thấy mẹ nói chuyện với khách, Cường vội khoanh tay cúi đầu chào. Bé trông bụ bẫm hơn nhiều so với lứa tuổi lên năm của mình, mặt mày sáng láng thông minh. Nhưng mà con của ai mới được, dễ thương quá, sao không nuôi lại đem cho. Nói chơi với chị vậy thôi, bé Cường là con một vị ân nhân của em. Em với ba mẹ Cường thân nhau như ruột thịt, nên em nhận bé Cường làm con nuôi của mình. Thằng nhỏ dễ thương quá ha chị, phải chi em cũng xin được một đứa con. Không muốn gợi lại nỗi buồn của Mỹ, nhưng rồi câu chuyện lại đưa đẩy đến chỗ đời sống gia đình. Tôi hỏi, sao hồi đó Mỹ không chịu sinh con, để bây giờ lại tiếc? Hồi đó em còn trẻ nên nghĩ cứ từ từ, để lo cho nghề nghiệp trước. Cũng may mà không có con, chứ nếu có bây giờ con em không có cha thì tội nghiệp cho nó. Khá vất vả, Thoại Mỹ mới có được một chỗ ở ổn định. Còn nhớ mấy năm trước, Mỹ cứ phải thay đổi chỗ ở liên tục, vì cứ thuê vài ba tháng lại hết hợp đồng. Lúc đó muốn tìm Thoại Mỹ thật khó khăn. Còn bây giờ Mỹ vui vẻ nói, em đã an cư, hy vọng rồi sẽ có ngày lạc nghiệp, được ở riêng thật thoải mái. Nhưng cuộc sống đơn chiếc, nên cứ vài ba bữa em lại đón bé Cường về ở với mình. Tôi không khỏi áy náy cho Mỹ. Mỹ ốm yếu lại hay bệnh hoạn, nhất là cơn bệnh đau tim thỉnh thoảng lại tái phát,
sống một mình có bất tiện lắm không? Em biết sức khỏe của mình nên có nhờ người giúp việc, nhưng bệnh tình của em lúc này đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói muốn bệnh đừng tái phát. Em không được lo nghĩ nhiều nên em cố gắng tạo cho mình sự lạc quan. Lúc nào buồn em điện thoại cho Thanh Hằng hoặc tới chơi với chị. Chị Hằng thương em như em ruột nên có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Mà tội nghiệp mấy anh chị ở sân khấu lắm nghe, nhất là anh Vũ Linh, chị Phương Hồng Thủy. Lúc em gặp chuyện buồn, ảnh chỉ an ủi, rủ em đi đây đi đó cho em khuây khỏa. Nếu không có những người bạn tốt ấy, em cũng không biết mình phải sống ra sao nữa. Vậy còn gia đình, chẳng lẽ những người thân không ai chia sẻ với Mỹ hay sao? Có chớ chị, nhưng có những chuyện mà không phải ai cũng san sẻ được trừ bạn bè. Bởi vậy khi đi chơi em cảm thấy khuây khỏa, nhưng trở về nhà em lại thấy buồn. Cũng may là có chị Hồng với bé Cường. Tôi buộc miệng chị Hồng nào, có phải là người giúp việc của Mỹ? Đúng là chị, nhưng sao chị có vẻ ngạc nhiên vậy? Rồi không đợi tôi trả lời, Thoại Mỹ như chợt nhớ ra điều gì. Là có chuyện gì nữa phải không chị? Gần đây em nghe nhiều dư luận không tốt về cách ứng xử của chị Hồng, nhưng em chưa có dịp giải bày. Em mới dọn về đây không bao lâu, nhưng không hiểu vì sao nhiều người biết địa chỉ và số điện thoại. Họ gọi tới bất kể giờ giấc, có khi nửa đêm đang ngủ, chuông điện thoại làm cho em thót tim.